Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay tiếp tục gửi đến các bạn ba gián đấu rất hay của hai kỳ vương Việt Nam Tây Độc Nguyễn Thành Bảo và Nam Phương Công Tử Lại Ly Huynh. Đây là ba gián đấu tại vòng 3 và vòng 5 giải cờ tướng tập huấn đội tuyển tiền SEA Games. Mời các bạn thưởng thức biên bản vòng 3 Lại Ly Huynh Nguyễn Minh Hưng. Sure.
吃鸡 吃鸡 吃 吃 吃 将军 破事 将军
Giang Jun. Chơi đến đây, Nguyễn Minh Hưng đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem sát cục. Zài jiang. Jiang Jun chou qi. Mời các bạn xem tiếp ván 2, vòng 3. Nguyễn Thành Bảo, Phan Trọng Tính, ván cờ phế xe tuyệt hay. Sure.
破下。吃。 吃。 将军，吃。 破下。 将军。 Pháo 5 bình 6 chiếu tướng. Chơi đến đây phần trung tính đã buông cờ nhận thua. Vì nếu dùng xe ăn pháo thì bên đỏ sẽ chơi tượng 5 thối 7 ăn lại xe. Đen không còn gì để chơi. Mời các bạn xem tiếp gián 3 Lại Ly Huynh, Nguyễn Thành Bảo.吃。
吃。 将军。 吃鸡。 吃。 吃。 或是将军。 将军。 再将。 将军。 吃。
吃。Xe 2, bình 1. Chơi đến đây, đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong ba ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.